Dạ em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip số 1 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em là các chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển à. Em tên đường số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì hôm nay em quay lại clip số 1 thì các anh chị nào mình chốt hàng á, mình nhắn giúp em là clip số 1 để mình không có lộn cái clip nha các anh chị. Rồi em sẽ vô cái mã số 1. Mã số 1 là một cái cần cưa xô mát nha các anh chị. Đó. Thì cần này thì cái thân của nó này hơi cáp xi chút thôi nha các anh chị. Còn cái phần này đẹp nè. Thì cái loại này là các chị mình sử dụng được hai loại lưỡi nha các anh chị. Một là 25 và một là 30 sen. Đó. Các anh chị nào mình thích đó thì mình xài 25, không thích thì mình xài 30. Rồi mình mua được cái lưỡi loại nào thì mình xài loại đó, rất là dễ mua nha các anh chị. Lưỡi là dễ mua chứ không khó. Rồi mã số 1 cũng đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 1 200k. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 là một cái cây kéo. Cây này thì nó có cái mọc chữ như vậy thôi, một mọc đó, ốc đồng. Thì cây này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Thì cái cây kéo này là các anh chị về mình chỉ sử dụng thôi, không có phải mài lại gì hết. Em đã mài bén rồi nha các anh chị. Đó. Kéo ngọt ha, cắt ngọt lắm nha các anh chị. Nói chung là mình về mình xài thời gian rồi nó lụt rồi mình chỉ mài thôi, chứ còn bây giờ là mình cắt là ok luôn. Đó, lưỡi rồi đẹp hết nha các anh chị. Này, phần sau vô trong luôn, không có bị, không có mòn gì hết á. Cây này là mã số 2 nha các chị, 550k. Còn đẹp lắm nha các chị. Nói chung là nước cái ram của nó còn đẹp rồi. Mã số 2 550. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cái cây kéo này nha các chị. Cây này thì nó có 3 mọc chữ này, 1 2 3 mọc chữ này, ốc đồng luôn nha các chị. Cây này thép trắng nha. Đó, nhưng mà cái dây da thì hư rồi, làm lại rồi nha các chị. Dây da đây là đã làm lại rồi nè. Thì cái cây này nó cây này size 18 năm nha các anh chị. Cây này cũng các chị mà mình chốt về là mình xài ok thôi, không có phải sửa gì hết luôn. Để em sẽ thử cho các chị mình xem nè. Đó, ngọt lắm nha các anh chị đã. Rồi. Size 18 năm nha các chị, chiều dài của nó là 18 cm rưỡi. 18,5 cm. Rồi mã số 3 400k. Một cái cây thép trắng 400k. Tiếp theo là mã số 4 nha các chị. Mã số 4 là một cái cây cưa. Cây này thì cái lưỡi của nó nè, cái cán đẹp nha các chị. Cán đẹp, cưa gomboy. Cái lưỡi của nó là không có được đẹp, nhưng mà em bao bán nha các chị. Đó, cái lưỡi thì không có được đẹp nhưng mà bao bán. Cái này thì chiều dài của nó là siêu kỳ gomboy 240 nha các chị, made in Japan. Đó. Chiều dài của nó là 24 cm. Còn đẹp nha các chị, nói chung cái răng nó hơi đen đen xíu xíu thôi chứ mà còn đẹp lắm. Cắn được còn đẹp luôn nè. Đó, hình thức của nó nè. Gomboy. Rồi mã số 4 nha các chị, 350k. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là cái bộ này nha các chị. Thì em sẽ đọc cho các chị mình hết nè. Bộ này nó có 23 hiệu luôn nha các chị. Nhưng mà còn khá ok nè. Logo nội địa Nhật hết nha. Rồi mã số 80 Japan. Hiệu tôn nha các chị, Tone. Đó, 80 KTC 10-12 10-12. Rồi tiếp theo là 11-13 nha các chị. 11-13 cũng của KTC luôn. KTC. Rồi 14-17 17-19 chứ. 17-19 của thép alloy steel của Best nha các chị, Japan luôn nè. Còn cái này là 22-24 của Super Japan. 23-26 cũng của Super Japan luôn nha các anh chị. Thì tất cả cái đầu đây còn đẹp hết nha. Tất cả cái đầu này còn đẹp hết nha các anh chị. Đó, bên này cũng vậy luôn. Em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem. Đó, còn ok hết nha các anh chị, không có bị gì hết á, còn đẹp lắm.
Rồi mã số 5 nha các chị, 350k, 6 cây. 1 2 3 4 5 6. Mã số 5 350k, cái này cả ký rưỡi luôn, cái tư gì luôn nha các chị. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cái cây này là cây cần trượt nha các chị, cần trượt. Cái khẩu của nó là 1/3 nha các chị, hiệu của nó là FBC gì nè. Đó. FBC có chữ da ben như vậy nha các chị. Đó, da ben. Cần trượt thì cái cây này nó có trài nhẹ nhẹ thôi nha các chị, nhưng mà phần này còn đẹp nè. Cây này chiều dài của nó là 50cm nha các chị, nửa mét á. Rồi mã số 6 407. Đầu bi rồi còn đẹp. Khẩu của nó là 3/4 nha các anh chị. Khẩu là 3/4. Rồi mã số 6 470k. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cái cục khẩu này nha các anh chị. Cục khẩu này là số của nó là 36 nha các anh chị. Hiệu của nó là KTC. Đó, KTC nha, Kyoto Ton. Thì cái khẩu này là khẩu của nó là 3/4 giống cái cần nha các anh chị. Giống cái cần 3/4. Rồi mã số 7 130k cục này. Tiếp theo là mã số 8. Cũng là một cái cần trượt nha các anh chị. Cần trượt này hiệu của nó là Toneton. Tone nha các anh chị. Chiều dài của nó là 20 mấy ta, chiều dài điểm đâu chiều dài. Chiều dài là 25 nha các anh chị. Khẩu là 1/2 bi rồi còn đẹp hết. Đó, hình thức của nó đẹp nha các anh chị. Rồi. Khẩu 1/2 bi rồi đẹp, đầu đẹp nha. Mã số 8 180k. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cái cây cần này nha, cái cây chữ T này nha các anh chị, cây chữ T. Thì cái cây này là cái đầu này là 1/2 nha các anh chị. 1/2 của Tone Japan. 1/2 cây này còn đẹp nha. Cái này là nó có cái quay quay như vậy nha các anh chị, cái tay cầm nhám quay quay như vậy nè. Thì cái cây này để em đo chiều dài. Cây chữ T nha các anh chị. Cây này là chiều dài của nó là 30, còn cái thằng này là 20, 19. Đó, cây chữ T rồi mã số 9 250k cây này nha các anh chị. Khẩu là 1/2, hiệu là Tone Japan. 1/2 là 12.7mm nha các anh chị. Đó, 1/2, mã số 9 250k. Tiếp theo là mã số 10 nha các anh chị, là một cái cây mổ lết. Cây này thì nó không có rơ lắc gì nha các anh chị. Cây này còn đẹp nè. Ở hiệu Lutter Japan nha. Chiều dài của nó là 750mm nè. Đó. Thép steel luôn nha các anh chị. Logo nội địa Nhật. Nhưng mà cây này là nè, nó không có rơ lắc gì. Để em quay hết ra. Đó. Đầu ngàm được cũng còn ok nha các anh chị. Đó. Rồi không có rơ lắc gì hết nè. Nhưng mà cái nó bị mẻ chỗ à quên, nó bị chỗ này nha các anh chị, nó bị người ta đập chỗ này nè, em có sửa nè. Nó có bị đập á, trài trài á, cái em cà cà cho nó bóng bóng nha các anh chị. Nó chỉ bị chỗ này thôi. Đó. Thì hình thức của nó cũng còn được ok nha, nó không có rơ lắc nè. Rồi. Thì cái miệng của nó mở rộng là cỡ 42 43 gì. 45 nha các anh chị. Cái miệng mở rộng của nó là 4.5 nè. Đó, nhưng mà nó không đầu ngàm được đẹp nha. Nó chỉ bị chỗ này nè, nó bị người ta đập á nên nó hơi chạy chạy chạy. Em về em có cái, lấy cái dũa cho nó bóng nha. Đó, thôi chứ còn không có bị gì. Hoạt động ok hết nha. Thì em có xong. Đó, nó vô tới đây nó hơi cái chỗ này người ta đập á này nó hơi cứng chút nha, nhưng mà mình cũng không có xài vô tới trong đó nha các anh chị. Rồi. Không rơ lát gì. Cái này là size 375 nha các anh chị, miệng mở rộng là 45mm chứ em nó lộn, 45mm. Rồi mã số 10 nha các anh chị, 330k. Bán lỗ vốn luôn. Tiếp theo là mã 11 nha các anh chị, là một cái cây mỏ lết Lutter luôn. Cái cây này 300ml made in Japan. Đó. Cây này còn khá đẹp, logo nội địa Nhật luôn. Cây này thì còn đẹp luôn, đầu rồi chưa có sử dụng nha các anh chị. Đó, đầu đẹp.
đi về nó dính dính như vậy thôi chứ đẹp hết nha, băng mương rồi đẹp. Cái này thì 300 mi thì cái miệng mở rộng của nó là 35 mi nha các anh chị. Đó, em sẽ quay vô nè, đầu đẹp nha, không có bị gì hết luôn á. Litter rồi mã 11 nha các anh chị, 300k. Mã 11 300k. Tiếp theo là mã 12. Là một cái cây này nha các anh chị. Cây này thì nó là 250, thế hiệu của nó Super nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này. Japan, thép alloy steel luôn nha các anh chị. Cây này là cái thép của nó là thêm một loại thép cứng này, nó thép alloy steel nó mỏng như vậy thôi chứ cứng rất là tốt nha các anh chị. Thì cây này nè, phần ngàm này, phần ngàm đồ ok hết nha các anh chị. Đó, băng mương rồi còn đẹp này. Cái này chiều dài của nó 250 thì cái miệng mở rộng của nó là 30 mi nha các anh chị. Hoạt động không có rơ lắc nha, còn chắc chắn lắm. Đó, đẹp. Đó, đẹp. Rồi mã số 12 nha các anh chị, 230k. Tiếp theo là mã số 13. Là một cái cây này, cây này thì chiều dài của nó 200 mi. Xinh cây nha các chị, logo nội địa Nhật này. Made in Japan luôn. Thì cây này nè, tăng cái phần này này nó có hơi dăm dăm nhẹ xíu nha các chị đó. Nhưng mà còn đẹp lắm nha các chị. Răng ngàm rồi còn đẹp. Băng mương rồi còn đẹp lắm, không có bị gì hết á. Người ta có xài rồi nên nó có đó. Đẹp nha. Không có bị gì hết á. Made in Japan này, logo nội địa Nhật này. Thì cây này chiều dài của nó là 200 mi nha các anh chị. Chiều dài 200 mi là cái miệng mở rộng của nó là 25 mi. Nó có bị nhẹ nhẹ xíu thôi nha các anh chị, nhưng còn khá đẹp ạ. Rồi mã số 13, 130k. Em nhắc lại nha, chiều dài 200 mi thôi nha, bằng một găng tay nha các anh chị. Thì cái miệng mở rộng của nó là 25 mi. Rồi mã 13, 130k. Tiếp theo là mã 14 nha các anh chị. Là một cái này sandwich nha các anh chị, Banco 10 in. Thì cây này nó có cái made in Sweden nha các anh chị. Thụy Điển hả? Đúng rồi. Thụy Điển nha các anh chị, made in Sweden này, Banco sandwich. Thì cây này nó có hai chế độ nha, có hai cái nha các anh chị. Các anh chị mình mở hết ra vậy nè. Đó. Thì nó vô chút nha các anh chị. Đó, mình mở ra dài nè, cái đầu của nó nè. Thì mình ráp lại nha các chị, mình muốn ráp ngược. Nó có hai cái phần này đó, nó đổi răng được nha các chị. Đó, em sẽ quay cho các chị mình xem. Đó, đổi răng được nha các chị. Đó, mình muốn đổi cái răng này để mình mở ốc, mở cái đồ tròn đó. Đó. Còn không thích thì mình quay ngược lại ạ. Quay ngược lại nha các chị. Đó. Nó có hai cái miệng của nó là hai loại miệng. Rồi. Đó, như vậy nha các chị. Rồi, vô. Cái này là mình dùng cái mỏ lết thường, y như mỏ lết thường này. Còn cái kia là mình quay lại. Đó, nó chỉ vô tới này thôi nha các chị. Cái hình thức của nó là như vậy thôi. Tay cầm được cũng còn ok nha, không có rách gì nha các anh chị. Rồi mã số 14. Cái này là 10 in nha các anh chị, 10 in nè, là chiều dài của nó là 10 in là 250 hết ta. Là 25 nha các anh chị, chiều dài của nó là 25 mi nè. 25 cm chứ em nói lộn. Đó, mã 14, 570k nha các anh chị. Sandwich Banco, cái này là của Banco, của Made in Sweden, Thụy Điển. Rồi mã 14, 570k, Thụy Sĩ. Quên rồi, Sandwich Made in Sweden. Rồi mã 14, 570k. Tiếp theo là mã 15 nha các anh chị. Là một cái cây mỏ lết ngang. Cây này thì 280 mi, hiệu của nó là Super nha các anh chị. Japan này. Đó, Japan nha. Thì cái cây này miệng mở rộng của nó tối đa là 73 mi nha các anh chị, 73 mi. Nhưng mà cái này người ta sử dụng rồi đó,
nó hơi mớp mớp nha các anh chị, thằng này cũng vậy nè, thằng này đẹp hơn, cái này nó hơi mớp tí nha, thì em quay vô để cho các anh chị mình xem cho rõ. Em quay vô cho các anh chị mình xem rõ nha. Đó, người ta sử dụng rồi thì nó cũng mớp mớp như vậy nha các anh chị. Đó, nó cái phần nó mớp mớp như vậy xíu. Có xíu thôi nha các anh chị, nhưng mà cái phần này còn đẹp lắm này, hiệu Super. Chiều dài của nó là 280mm nha các anh chị, miệng mở rộng lớn nhất là 73mm. Cái đầu còn đẹp, hoạt động ok hết nha, chỉ cái đầu nhẹ nhẹ như vậy. Rồi mã số 15, 220k. Tiếp theo là mã 16 nha các anh chị, cũng là một cái cam mẫu lớn. Cây này thì hình thức của nó nè, nó chỉ taxi thôi nha các anh chị. Chiều dài của nó là 280mm sinh cây da ben. Thì cái cây này nó tóc tóc như vậy thôi, nhưng cái đầu nó đẹp hơn nha. Đó, cái đầu nó đẹp nè. Nói chung là mấy cây này nó hơi cũ cũ, nó taxi xíu nè, nhưng mà hoạt động là ok hết nha. Em quay kỹ cho các chị mình xem nè. Thì chiều dài của nó là 280mm, thì cái miệng mở rộng lớn nhất là 73mm nha các anh chị. Đó, thì phần ngầm của nó này có trài trài nha. Đây thì nó cũ cũ xíu này. Rồi mã số 16 nha các anh chị, 200k. Tiếp theo là mã 17, là một cái cây cần. Cây này là hiệu KTC nha các anh chị, Kyoto Tone này, logo nội địa Nhật này. Đó, thép alloy steel luôn nha các anh chị. Thì cái phần khẩu của nó còn đẹp nha. Nó hoạt động ok. Thì cái khẩu của nó là 1/2 nha các chị, là bằng 12.7mm đó. Đẹp nha các anh chị. Nó cũng có táp táp một chỗ nhẹ nhẹ nhưng mà còn đẹp lắm. Em qua nè, hoạt động ok hết. Cái mặt này ốc chít rồi còn đẹp, bi rồi còn đẹp nha các anh chị. Rồi cái này là chiều dài của nó là 25 sen nha các anh chị. Rồi mã 17, 250k. Tiếp theo là mã 18, cũng là một cái cây này. Cây này là cũng da ben luôn nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là Mitoloy nè, logo nội địa Nhật nè. Đó, cái đầu bi rồi còn đẹp nha các anh chị. Cái đầu cây này còn đẹp lắm nè. Đó, cái này là ốc, hình như là cái này mở khẩu được ốc 17 nha các anh chị. Em qua hoạt động ok nha. Đó, cái này chiều dài của nó cũng là 25 nha các chị, chiều dài 25. Rồi mã 18, 250k luôn. Tiếp theo là mã 19, lại là 18, hai cái rồi. Mã 19 nha các anh chị, mã 19 là một cái cây kìm mỏ quạ. Cây này thì da ben này, hiệu tốt nha các anh chị. Cây này là cái răng mở nhanh nha, cái phần răng mở nhanh này. Thì cái cây này nó có cái, nó không có vỏ nha các chị. Cái phần này là nó có một cái đầu dẹp như vậy. Đó, thì cái phần răng của nó cũng còn ok nha các chị. Nó hơi cũ cũ xíu, hoạt động ok nè. Cái này là răng mở nhanh á. Cái này chiều dài của nó là 250mm nha các chị. 250mm thì cái miệng mở rộng để hình thức như vậy là 4 sen nha các chị. 4 sen, 4 sen hơn gì ạ. Để em quay 4 sen nha các anh chị. Đó, thì hoạt động ok nè. Cái này là cái răng mở nhanh á, mình tiện nha. Hình thức của nó nè, da ben này, hiệu tốp nè, chiều dài 250. Nó có tài tài chỗ này xíu nha các anh chị. Đó, nó có tài tài xíu thôi chứ cũng còn ok. Rồi mã 19, 150k nha các anh chị. Tiếp theo là mã 20, là một cái cây búa đinh. Thì cái phần đầu đinh nha, cái phần đóng đinh cũng còn được nha các anh chị. Cái phần vỗ đinh này thì còn đẹp nè. Thân rồi còn đẹp, vỏ rồi còn đẹp nha các anh chị. Hiệu của nó là Rotgu Made in Japan. Tay cầm rồi đẹp hết nha. Cái này thì cái nặng của nó là 630g nha các anh chị. 630g. Chiều dài của nó là 35 nha các anh chị, chiều dài là 35 đó. Mã 20, 220k. Đầu đóng này,
Rồi một cái phần nhổ đinh cũng còn đẹp nè, trên thân có chữ luôn nè, thân đồ đẹp nha các anh chị. Đó, hiệu đó cô Made in Japan, mã 20 220k. Tiếp theo là mã 21 nha các anh chị, là một cái cây búa cho thợ mộc hay là thợ hồ gì nha. Thì cây này cái đầu đóng là nó vuông như vậy nha các anh chị. Đó, còn cái này là đầu dẹp nè, nhưng mà cây này hiệu Mickey nha các anh chị, Mickey. Cái này là cán gỗ, cái này nặng của nó là 450g nha các anh chị. Cái này nặng 450g, chiều dài của nó là 32. Đầu rồi còn đẹp, chưa có sử dụng nha các anh chị. Cái phần rộng của cái hình vuông này nè, cái đầu vuông này là 2 sen nha các anh chị, 2 sen. Chưa có sử dụng nha các anh chị, em đi về không có rửa, để nó đen đen dần dần như vậy thôi, chứ còn chưa sử dụng. Rồi mã số 21, 150k. Tiếp theo là mã 22, là một cái mỏ lết nhôm nha các anh chị. Hiệu của nó là ARM 18 in, Made in Japan. Made in Japan nha. Cây này là cái thân này là nhôm nha các anh chị, nhưng mà cái phần này là bằng thép bằng gì á, chứ phải nhôm. Nhôm thì mình không có đủ mạnh để mình dặn nữa. Người ta làm bằng thép bằng gì nè. Thì cái răng đồ còn đẹp hết nha các anh chị. Đó, răng đồ còn đẹp hết. Chiều dài của nó là 450mm nha các anh chị. Thì cái loại này nè, cái miệng nó mở rộng rộng lắm nha các anh chị. Cái loại hiệu ARM nè. Thì cái miệng mở rộng hình thức như vậy là 9 sen nha các anh chị. Rộng nhất là 9 sen. Đó, 450 mà rộng là 9 sen. Thì cái này em sẽ quay vô cho các anh chị mình xem nha. Đó. Mở rộng mà 9 sen rộng lắm nha các anh chị, logo nội địa Nhật này. Đó, Made in Japan luôn này, ARM. Rồi mã số 22 nha các anh chị, 450k. Cây mỏ lết thăng nhôm này 450k ARM, miệng mở rộng lắm. Rồi mã số 23 nha các anh chị, là một cái cây kéo cắt tôn. Cây này thì hình thức của nó nè, còn đẹp lắm nha các anh chị. Cái phần lưỡi của nó nè, cái lưỡi của nó đẹp lắm. Em cắt thử cho các anh chị mình xem nha. Cái lưỡi loại dài nha các anh chị, cái lưỡi loại dài á, cắt ngon lắm, ngọt ngay luôn. Thì cái này nè, cái lưỡi không có mẻ gì hết nha các anh chị, lưỡi không có mẻ gì hết nè. Đó, còn khá đẹp luôn. Cây này chiều dài của nó là 27 nha các anh chị, chiều dài của nó là 27. Hình thức của nó là hơi cong để mình cắt nó không có bị rụng tay á, tay vô tôn. Rồi mã 23, 320k. Tiếp theo là mã 24, là cũng là một cái kéo cắt tôn nha các chị. Cây này nè, thì cái hiệu của nó như vậy, chữ Nhật nha. Cây này thẳng nha các chị, nhưng mà loại này cũng cắt ngọt lắm. Cắt ngọt lắm nha các chị. Đó. Rồi, cái này chiều dài của nó là 27 nha các chị, chiều dài cũng là 27 á. Em đo lại hả? Đúng rồi. Hình thức này lưỡi không có mẻ nha các chị, còn đẹp không có mẻ, cắt ngọt. Rồi mã 24, 250k. Tiếp theo là mã 25, là một cái cây kìm này nha các chị. Cây này là của Lutter nè. Lutter, chiều dài của nó là 150mm nha các chị. Chiều dài là 150mm nè, người ta có để thông số này, 150mm. Con tôm này, Lutter. Đầu đồ đẹp nha các chị, logo nội địa Nhật. Răng đồ còn ok hết nè. Em cắt thử dây điện cho các chị mình xem á. Cắt ngọt ngay luôn nha. Đó. Đó. Rồi. Cây này còn đẹp, vỏ được không có rách gì hả cho các chị. Rồi mã 25, 150k. Tiếp theo là mã 26. Loại Lutter thì cũng khó thấy lắm nha. Rồi mã 26 là một kìm Fuyuya. Đầu đẹp luôn, lưỡi cắt là đẹp, răng đẹp. Lưỡi cắt khít không hở, Fuyuya Japan. Đó, cây này cắt ngọt các chị đó. Cây này thì chiều dài của nó là 19 nha các anh chị.
chiều dài 19 rồi mã 26 180k. Tiếp theo là mã 27, cũng một cây Fujiya luôn nha các chị. Nói chung là cán tay cầm đồ đẹp hết nha, không có bị gì hết luôn á. Lưỡi cắt này ngầm ok hết nha. Đó, Fujiya tay cầm đồ đẹp hết nè. Thì em sẽ cắt thử dây điện nè, cắt ngọt nha các anh chị. Đó, cắt ngọt. Cái này size cũng 19 nha các chị, mã 27 180k. Tiếp theo là mã 28, là một cái cây kìm cắt của Fujiya nha các anh chị. Đó, cây này cắn không có rách nha các anh chị, cắn được còn đẹp nè, không có rách, không có gì hết á. Lưỡi cắt này, lưỡi cắt khít nha, cắt ok, không có bị gì hết nha các anh chị. Fujiya logo nội địa Nhật. Cây này em cắt thử nè, cắt ngọt nha các anh chị. Cắt ngọt. Cắt ngọt. Cây này thì size chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. 16 mã 28 130k. Tiếp theo là mã 29. Là một cái cây của Fujiya luôn nha các anh chị, cây kìm nhọn. Cây này thì hình thức này còn đẹp nha các anh chị. Em cắt thử cái dây điện này. Đó, lưỡi cắt ngọt nha các anh chị. Đó. Rồi, cây này size cũng 16 luôn nha các anh chị, cán đồ đẹp không có bị rách gì hết. Rồi mã 29 100k. Tiếp theo là mã 30. Là một cái cây vít Annette nha các chị. Annette này made in Japan nè. Thì cái cây này là mũi của nó là dương 2 nha các chị. Đó, dương 2. Mũi là BH2 nè. Cách điện nha các anh chị. Cây này là loại cách điện nè. Đây. 1000V. Made in Japan Annette dương 2. Thì chiều dài của cái cây này là 18 cm nha các anh chị. Chiều dài của cây này 18 cm. Cây này còn đẹp, nhỏ gọn nha các chị, nhưng mà cái mũi của nó là BH2 dương 2 nha. Đó. Rồi cây này còn đẹp nè, mũi đẹp nha, không có bị gì nha các anh chị. Rồi mã số 30 100k. Tiếp theo là mã 31. Là một cây vít này nha các chị. Cây này thì là một cây vít tự động này, Furitaka nha các chị, hiểu với nó là Furitaka này. Thì cây này là hoạt động ok nha các chị. Đó, hoạt động lắc qua lắc lại này. Rồi để chính giữa là một cây vít bình thường nha các anh chị. Để chính giữa là một cây vít bình thường. Thì cây này nó có cái mũi như vậy nha, nó có cái mũi nối. Thì các anh chị nào mình muốn nối dài ra thì mình nối nè, mình nối rồi mình gắn mũi vít vô. Còn nếu mình không muốn nối thì mình bỏ cái mũi đây, bỏ mũi này vô đây nha các anh chị. Đó, thì nó có như vậy, hình thức của nó đó. Thì căn này nó có 5 mũi nha các anh chị. Có 5 mũi như vậy. Em sẽ lái này, một mũi là BH2 nè, một mũi là -5 nè, thấy không? Một mũi -6 nha các anh chị, một mũi -6 và một mũi 9/32 là -7 trên. Rồi một cái đầu bông như vậy là T27 nè, một cái này là T25 nha các anh chị. Đó, thì nó có 5 mũi như vậy thôi. Nó mắc mắc nó mắc mắc một mũi là sao á? Nên cái mũi đó là sử dụng cái cây này không biết nữa, sử dụng cái này thì là như vậy nha các anh chị. Đó, nó có 5 mũi nè, một cái -6, một cái BH2 và một cái là 16/7 gì đó, T25, T27. Rồi còn cái này là cái đầu nối nha các anh chị. Nếu các anh chị mình cần nó dài ra thì mình nối vô đây đó. Còn nếu mà các anh chị nào mình không thích thì mình lấy cái mũi mình để vô đây là cũng được ok nha. Rồi thì cái này là hoạt động ok hết nha các anh chị. Đó, mình để chính giữa là một cái vít bình thường này, lắc qua này lắc lại này. Đó, chính giữa bình thường. Cái này thì chiều dài luôn cái đầu nối là 15 nha các anh chị, còn cái chiều dài này là chỉ có 10 thôi. Rồi mã số 31 170k, hiệu Furitaka, một cây vít lắc đẹp nha, không có bị gì hết luôn á, cán rồi đẹp hết nè. Rồi tiếp theo là mã 32, là một cái cây vít này nha các chị, cũng là một cây vít lắc nè, nhưng mà nó không có còn mũi nha các chị, nó chỉ có một mũi BH2 này thôi. Hả, cây này là vít dạng bẻ góc được nha các chị, vít lắc mà bẻ góc được nha. Thì cái này là mình cũng hoạt động y chang cái cây kia thôi. Đó, để chính giữa là một cây vít bình thường. Lắc qua này, đó, lắc qua lắc. Còn anh dài là lắc lại nha.
Thì cái cây này á, là nó là một cây vít bẻ gốc nha đó. Nhưng mà mũi của nó là BH2 này, nó chỉ còn một mũi thôi nha. Nhưng mà cán nhựa đây nó không còn, không có được đẹp nha các chị. Nó có đó, cán nhựa đây nó có nứt nhẹ xíu rồi. Xíu thôi nha các chị, nó không có bị nhiều nhưng mà nó không được đẹp nha. Nói chung là có sao em nói vậy nè, da đen nè. Cây này để hình thức như vậy là chiều dài của nó là 33 nha các chị, chiều dài là 33. Một cây vít lắc bẻ gốc luôn. Rồi mã số 32. 150k nha các chị, 150k cây này. Rồi mã 33 nha các chị, là một cái cây vít lắc hiệu Sweet nè. Đó, Sweet nha các chị. Thì cây này mũi của nó là BH1 này. Đó, mũi còn đẹp nha. Cây này cũng một cây vít lắc này, đưa lên nè, lắc qua này, đưa xuống rồi lắc lại này. Chính giữa là một cái vít bình thường. Thì cái mũi của nó là như vậy nha các chị, mũi nó như vậy. Cái đầu đây này nó có cái 500 hít này. Thì mình chỉ để vô là nó hít lại thôi nha các chị. Đó. Để vô là nó hít thôi. Cái này nó chắc chắn lắm nè. Cái này chiều dài của nó là 17 nha các chị. Thì em sẽ đo từ cái mũi cho tới cái đít này thôi, còn cái khu dài ra nữa. Rồi mã 33 nha các chị, 100k. Tiếp theo là mã 34, là một cái cây dao như vậy nha các chị. Dao ghép nè. Đó. Dao ghép, dao rọc rồi nha. Thì cây này hiệu của nó on fire Japan nha các chị. Thì cái này là người ta xài rồi nè. Đó, có xài rồi. Còn cái lưỡi bên trong là nếu mình xài nó lục rồi thì mình quay đầu lại nha các chị. Quay đầu lại ok nè. Rồi mình dặn lại. Hiệu on fire nha. On fire Japan. Made in Japan. Cái này là dao ghép, dao rọc nè. Chiều dài của nó là 11 nha các chị. Chiều dài của nó là 11. 10-11. Cắn cái phần bề ngoài còn đẹp nha các chị. Rồi mã 34, 100k. Tiếp theo là mã 35, là một cái cây cưa này nha các chị. Cây dao cưa. Thì cái phần dao là em không có nha. Bữa nay em không có lưỡi. Thì hoạt động ok hết nha các chị. Nay không có lưỡi, còn cái phần cưa thì có nè. Đó, phần cưa này. Phần cưa thì có lưỡi nha các anh chị. Nhưng mà lưỡi cũng không được đẹp nha. Rồi mã số 35 nha các anh chị, 150k. Một cái cây dao cưa, không có lưỡi nha các anh chị, chỉ có lưỡi cưa thôi, lưỡi dao em bữa nay không có. Chiều dài của nó là 18, mã 35, 150k này. Có Made in Japan nha. Đó. Made in Japan. Rồi mã 35, 150k. Tiếp theo là mã 36 cũng vậy luôn nha các anh chị. Cũng Made in Japan nè. Nhưng mà cây này cũng bên lưỡi cưa cũng không có nha các anh chị. Bên lưỡi dao cũng không có, chỉ có lưỡi cưa thôi nè. Đó. Cũng còn ok nha. Đó. Rồi thì em chiều dài của nó cũng 18 nha các anh chị. Rồi mã 36, 150k luôn. Tiếp theo là mã 37. 37 sẻn nha các chị. 37 là cái sẻn. Cái sẻn này chiều dài của nó là 27, rộng là 8 cm. Hình thức của nó này cũng còn quay rồi luôn nha các chị. Đó. Hình thức. Rồi mã 37 100k nha các chị. Tiếp theo là mã 38. Đó. Cái này thì nó hơi chài chài xíu, nhẹ nhẹ nha. Mã 38, chiều dài 29, rộng là 8 cm luôn nha các anh chị. Đó, hình thức cũng còn đẹp hết á. Rồi mã 38, 100 luôn. Mã 39, chiều dài của nó là 28 nha các anh chị. Còn cái phần rộng này là 5 cm nè. Hình thức cũng còn đẹp nha các anh chị. Đó. Rồi mã 39, 100k luôn. Mã 40, cũng cái sẵn luôn. Chiều dài 29, rộng là 8 cm. Hình thức cái này nó còn hình thức. Rồi mã 40 100k luôn nha các chị. Tiếp theo là mã 41 cũng vậy luôn, chiều dài là 29 chứ, rộng là 8 cm. Đó. Rồi mã 41 100 luôn. Mã 42 là chiều dài, cái này là cắn gỗ nha các chị. Cái này là cái đầu của nó là như vậy nè,
Chiều dài của nó là 29, rộng là 8 sen luôn nha các anh chị. Cây này thì còn khá đẹp. Hình thức của nó này, đó. Cắn gỗ. Rồi mã 42 luôn nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 43, là một cái cặp cảo này nha các anh chị. Cặp cảo này là nó một cái là shipper nha các anh chị. Một cái là shipper, một cái hiệu là Stam Tokyo Suzuki nha các anh chị đó. Thì cái cặp này là nó có hai hiệu nha, nhưng mà nó chiều dài của nó bằng nhau nha. Cái miệng mở rộng của nó là 100mm nha các anh chị. Miệng mở rộng là 100mm nè. Japan. Rồi. Hoạt động ok hết nha các anh chị, cũng còn đẹp, nhưng mà anh chỉ có hai cái hiệu khác nhau thôi. Nên hai cái tay quay này cũng khác nhau xíu nha các anh chị. Đó. Cặp này là cái miệng mở rộng là 100mm nha các anh chị, còn cái phần này hình như là 6. Cái phần từ đo từ tâm tới này là 6 sen nha các anh chị. Đó, 60. Miệng mở rộng là 100. Rồi cặp này là mã 43 nha các anh chị, 450k. Tiếp theo là mã 44, là một cái cặp cổng này. Cặp này thì chiều dài của nó là 380 nha các anh chị. Hiệu của nó là Bakuma. Thì cặp này, cái phần này này nó có hơi dính dính mấy cái gẹn hàng nha các anh chị. Đó, dính dính mấy gẹn hàng. Nhưng mà cũng còn ok hết, hoạt động ok hết nha các anh chị. Em thử rồi hết rồi nha. Hoạt động được ok hết nè. Nó dính mấy gẹn hàng như vậy thôi nha các anh chị. Còn cái này à. Rồi. Cái này, cặp này chiều dài của nó là 380. Mã số 44, 480k nha các anh chị. Một cặp cảo. Tiếp theo là mã số 45. 45 là một cái thứ cóc này nha các anh chị. 45 là một cái thứ cóc này. Thước này thì cái phần này là 15 sen nha. Cho nó 15 sen hiệu xin qua nha các anh chị. Xin qua này. Cũng còn chữ số rõ ràng nha các anh chị. Đó, xin qua. Thứ cóc 90 độ. 90 độ xin qua. Đó, bên này. Rồi mã số 15 nha các anh chị, 150k. Tiếp theo là mã số 10, mã số 45, 150k em nhầm. Tiếp theo là mã 46 nha các anh chị, 160k. Cái này là một cái cây thước 3,5 m. Hiệu của nó là KOD, logo nội địa Nhật, made in Japan nha các anh chị. Đó. Phần hình thức ở bên trong còn đẹp nha. Cái này là có một cái ống thủy nữa nha các chị đó. Một cái ống căng thủy nữa nha. Hiệu của nó là KOD. KDS chứ, nó lộn 3,5 m. Còn đẹp nha các chị, bên trong nè, đó, bên trong chữ số còn ok hết nha. Rồi mã 46, 160k. Tiếp theo là mã 47, là một cái cây thước thủy nha các anh chị. Cây này thì cái phần của nó nè, nói chung là nó dẻ, nó bị dơ quá đi, nên em rửa, nên nó tróc mất cái mặt chỗ này nha các anh chị. Nhưng mà cái phần than nhôm đồ còn đẹp hết nè. Đó. Nó có 3 mắt thủy luôn, 500 hít cực mạnh nha. 500 hít cực mạnh nè, rửa không ra luôn á. Thì cái cây này chiều dài của nó là 13 nha các chị. Chiều dài của nó là 13 nè. Mắt thủy rồi còn ok hết nha các anh chị đó. 3 nè. Xiên xéo thì còn đầy đủ hết nè. 500 hít nè. Cái phần nhôm đẹp nha. Phần nhựa cũng còn đẹp. Nhưng phần này nè, nó có một cái chỗ cái này là người ta làm cái 500 á, nên nhìn nó hơi đen đen nè. Đó. Mà cái này là về nó cũ, nó dơ á. Cái mình vệ sinh kỹ quá, cái nó bị tróc hết trơn. Cái về nhìn thấy nó cũ quá, cái vệ sinh ra cái nó tróc hết trơn này. Mà cái phần này còn đẹp nè. Đó, phần nhôm rồi còn đẹp, nhựa rồi còn đẹp hết nha. Rồi mã 47, 150k cho cái mắt thủy có 500, 3 mắt. 150k mã 47. Rồi tiếp theo là mã 48 nha các anh chị. Là một cuộn thước, cuộn này là hiệu của nó là Tajima nha các anh chị, 30m. Cuộn này đẹp nha. Không có bị gì hết luôn á. Tajima này, logo nội địa Nhật này.
30 mét nha các anh chị, 30 mét. Bên này nè, bên này là một cái màu vàng nha. Cái màu vàng này đẹp hơn nha các anh chị, màu vàng này. Tajima. Thì cái này là em kiểm tra rồi nha các anh chị, nó bên trong mà không có bị lỗi lầm gì hết, không có bị bất cứ một cái gì hết á. Cái màu trắng thì nó hơi, cái màu trắng thì nó như vậy thôi, chứ còn màu vàng là đẹp nè. Cái loại này nó có hai bên gì vậy Tý? Ừ đúng rồi. Đó, nó chỉ có cái em kiểm tra rồi, nó không có bị gì hết, quay rồi còn ok hết. Rồi mã số 48 nha các anh chị, 350k. Tiếp theo là mã 49 nha. Mã 49 là một cái thùng đường hè này. À dạ, cái thùng này nặng lắm nha các anh chị, cái thùng này dài nặng lắm nè, chiều dài của... Mã 49 nha. Cái thùng này nặng tới 3,3 kg nha các anh chị, nặng 3,3 kg. Thì nó hình thức của nó bên trong nè. Ở bên trong đẹp nha các anh chị. Bên trong đẹp nè. Em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem nè. Bên trong thì có cái chiên ăn như vậy nha các chị đó, người ta chiên ăn ăn như vậy. Để cho các anh chị mình về mình bỏ những cái đồ nhỏ nhỏ, ốc vít này kia đó. Còn các anh chị nào mình thích thì mình gửi ra thôi. Mình gửi ra mình chiên ăn lớn hơn chút, rộng hơn chút để mình để được nhiều đồ. Bên trong nó là như vậy. Rồi hoạt động. Ok nha các anh chị. Thì ở phần bên ngoài á, nó có mớp mớp một hai chỗ nha các chị, nhưng mà mớp nhẹ lắm nha, không có bị gì đâu. Nó có cắn cắn như vậy nè, đi về nó có cắn cắn như vậy nha các anh chị, cắn như vậy thôi. Đó, nó có cắn nhẹ chút nha. Thì cái thùng này nè, chiều dài của nó là 41, chiều rộng là 20, chiều cao là 15 nha các anh chị, nặng là 3,3 kg. Mã 49, 580k nha các anh chị, 580k. Cái thùng này thì em ưu tiên cho các anh chị nào chuyển khoản nha, tại vì nó nặng lắm nên với lại nó cầm cày nữa nên gói hơi cực, nên em ưu tiên cho chuyển khoản nha. Rồi mã 49, 580k. Tiếp theo là mã 50. Là một cái kìm bấm nha các anh chị. Một cái kìm bấm thì cây này là của nó là OSA nha các anh chị. OSA này. Đó. Này, made in USA này, dòng này ba chữ luôn nha các anh chị. Visa Grip này, USA rồi cầm này. Ba chữ này. Thì cái cây này nó chiều dài cái này 10 in nha các anh chị, 10 in này. Thì em sẽ đo tới con ốc nha, là 10 in đó là 25 sen nha các anh chị, nếu mình tháo hết ra là 25 sen á. Hoạt động ok hết nè. Răng ngàm rồi còn đẹp nha các anh chị, ngàm còn đẹp nè. Chắc công chúa ba chi quá à, nó điện tôi không được hả? Đó. Này thì cái này nó chỉ chài chài nhẹ nhẹ thôi nha các anh chị. Nó chài nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà kỳ mỹ rồi như vậy là còn khá đẹp nha các anh chị. Rồi. Mã số 50, 680k. Cái này em cũng ưu tiên cho các anh chị nào chuyển khoản nha các anh chị, kỳ mỹ đầu ngàm rồi còn đẹp hết nha. Này có ba dòng chữ luôn, chữ này nè, made in USA này, bên này nữa nè, có rượu cầm luôn. Rồi mã số 50 nha các anh chị, 680k. Tiếp theo là mã 51. Mã 51 là một cái vòng 4 số nha các anh chị, cái vòng 4 số này, 51 ở số 8 này. Cái vòng 4 số nhưng mà cái vòng này nó không có hiệu nha các anh chị. Vòng này nó không có hiệu gì hết á. Nó chỉ có cái số 13, 17 và 19, 14, 19 nha các anh chị. 13, 17, 14, 19. Số đẹp nha. Hoạt động ok hết nè. Nhưng mà đó, vàng răng. Nó không hiệu nha các anh chị. 13, 17, 14, 19. Chiều dài của nó là 20. Không có hiệu gì hết nha. Rồi mã số 51, 200k. Hoạt động ok. Qua lắc lại. Rồi mã 51, 200k. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ.